Ai lấy bưởi nhà ai đấy? Cháu xin mấy quả thôi. Thôi có mấy quả thì bác cho cháu xin đi, hàng xóm với nhau nhá. Bưởi muốn ăn là ăn à? Đừng có trách thân già này không khách sáo nhá. Hàng xóm thì với mày. Ô. Mấy quả làm gì căng thế nhỉ? Ông đừng có trách tôi nhá. Đi đâu về đấy cháu? Bác hỏi không nghe thấy à? Đi đâu về đấy? Ông không có mồm à? Mồm bị sao đấy? Hỏi không trả lời. Nam-mô-a-di-đà-lạt. Sao bác đánh trẻ con? Vớ vẩn. Lần sau là điệu hồn nhé.